tin nóng ngày 6 tháng 7 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ba luật sư gặp tù nhân chính trị Trương Duy Nhất để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm. Ngày mai tòa án Lâm Đồng xử nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng. Ba người thuộc Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên 19 năm tù. Thưa quý vị, tù nhân chính trị Trương Duy Nhất vào tuần qua có cuộc gặp với ba luật sư bào chữa để chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra theo quy định của Việt Nam sau phiên sơ thẩm hồi tháng 3 vừa qua. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong ba luật sư có cuộc gặp với tù chính trị Trương Duy Nhất tại trại giam T16 Bộ Công an ở Thanh Oai, Hà Nội, cho Đài Á Châu Tự Do biết vào chiều ngày 6 tháng 7 như sau. Dạ, tầm thời là chúng tôi có việc ở ngoài Hà Nội đó, cho nên là chúng tôi cũng tranh thủ đến để thăm anh Nhất, với lại sẵn là chuẩn bị một số ý để chuẩn bị chúng tôi tòa phúc thẩm mà chúng tôi nghĩ là có thể là cái vụ chi nhất đưa ra xét xử. Có hôm đó là chỉ có ba luật sư đi thôi, nhưng mà bào chữa tranh chấp là sẽ có tổng cộng là 7 người. Tôi rồi anh Tâm Nam thì có anh Nguyễn Văn Miến, người Bắc là có 5 luật sư. Một luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Hà Huy Sơn, Ngô Anh Tuấn, nhà bác tôi với lại luật sư Lê Văn Luân và luật sư Ngô Ngọc Trai. Có hai cán bộ trại giam họ ngồi ở cùng dự với mình. Nhưng mà nói chung những gì mà cần trao đổi giữa chúng tôi thì chúng tôi vẫn có thể là trao đổi được. Nó hơi phiền một tí thôi, nhưng mà nó cũng không quá cản trở công việc của chúng tôi. Anh vẫn thẳng thắn vô tội. Và nó thậm chí là nếu mà cái chuyện mà ảnh nhận tội để mà được giảm án hay là kia thì anh cũng không có chuẩn bị đến cái khả năng đó. Thì như thế nào là phải nó phải đúng như vậy. Vâng, chăm nuôi rừng thì vẫn làm thực hiện theo đúng quy định pháp luật đó. Luật sư Đặng Đình Mạnh trình bày lại tại phiên sơ thẩm hôm tháng 3 vừa qua, ông Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, thì cáo trạng truy tố ông Trương Duy Nhất đặt ra khá nhiều vấn đề gây tranh cãi. Cũng theo luật sư Đặng Đình Mạnh, thì thậm chí có vấn đề mâu thuẫn với đường lối xét xử trong các vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng hoặc ngay trong chính vụ án của ông Trương Duy Nhất về việc xác định giá trị thiệt hại vào thời điểm gây án hay thời điểm phát hiện vụ án. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu cụ thể, đối với các cựu lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết, mức giá trị thiệt hại vào năm 2007 được xác định hơn 300 triệu đồng nên họ được miễn tố bởi qua thời hiệu. Trong khi đó, đối với ông Trương Duy Nhất lại bị định giá vào thời điểm năm 2018 với số thiệt hại hơn 13 tỷ đồng và tuyên án ông này 10 năm tù. Ông Trương Duy Nhất nói với ba luật sư đến làm việc vào tuần qua rằng ông là nạn nhân của một đòn thù chính trị. Khi các luật sư hỏi thêm về tác giả của đòn thù chính trị đó thì ông trả lời vì họ không mua được tôi. Về tình hình sức khỏe của ông Trương Duy Nhất, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết ông bị mất ngủ, ngứa ngáy, toàn thân nổi dấu đỏ như mũi cắn. Tình hình này do thời tiết nóng bức ở Hà Nội trong những ngày qua, cộng với điều kiện sinh hoạt của trại giam. Xin được nhắc lại, ông Trương Duy Nhất, 56 tuổi, là nhà báo, blogger, chủ trang Một Góc Nhìn Khác, chuyên đăng tải những bài phản biện đối với chính phủ Hà Nội. Ông từng tham gia viết bài cho trang blog của Đài Á Châu Tự Do. Ông từng bị tù lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2013 với mức án 2 năm. Hồi ngày 26 tháng 1 năm ngoái, ông được cho là bị mật vụ Việt Nam sang Bangkok, Thái Lan bắt cóc và đưa ông về Hà Nội. Trước đó một hôm vào ngày 25 tháng 1, tin nói ông đến văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Thái Lan để xin quy chế tị nạn. Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng ra xét xử với cáo buộc tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo khoản 1, điểm A của tội danh này, người nào làm, tàn trữ, phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân thì có thể bị phạt từ 5 năm đến 12 năm tù giam. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Nguyễn Quốc Đức Vượng trong phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày 6 tháng 7, nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng: Thường thì những cái tội an ninh về an ninh quốc gia đó, họ lấy mức răn đe làm chính, cho nên là chúng tôi cũng không rõ là mức án có thể là thấp hơn hay không. Tuy nhiên với một cái tình hình đó là Vượng á, cũng không có cái mâu thuẫn gì đối với lại cơ quan tiến hành tố tụng, có gì là Vượng nhận hết, tuy nhiên nó chỉ khác về quan điểm. Thì khi ra tòa thì tùy theo là cái diễn biến của phiên tòa, nó có thể nhích lên chút xíu hoặc thấp hơn chút xíu theo cái mức án mà quy định của trong dự luật. Vẫn theo luật sư Miến, ông Nguyễn Quốc Đức Vượng, trong khi làm việc với cơ quan an ninh điều tra, đã xác nhận rằng tất cả những hành vi của ông là có thật. Tuy nhiên, đó là quan điểm và cách nhìn của ông về mặt xã hội. Ông Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ vào ngày 23 tháng 9 năm ngoái và không được gặp người thân từ đó cho đến nay. Ngay sau vụ bắt giữ, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hôm 6 tháng 7 đã tuyên án tổng cộng 19 năm tù đối với 3 người tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cụ thể, ông Đặng Toàn Trung, 68 tuổi, quê Bạc Liêu, bị tuyên án 7 năm tù. Bà Trần Thị Ánh Hoa, 57 tuổi, quê Đà Nẵng và ông Đặng Quang Khánh, 56 tuổi, quê ở TP.HCM, bị tuyên án 6 năm tù mỗi người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cả ba người đều đã tích cực tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh tụ. Ông Đặng Toàn Trung bị cáo buộc tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với bí số AI93 để tham gia họp kín với các thành viên của tổ chức này tuyên truyền vận động ông Đặng Quang Khánh và bà Trần Thị Ánh Hoa cùng tham gia tổ chức. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức của người Việt hoạt động tại Mỹ, nhưng bị chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. Tổng số người thuộc tổ chức này bị kết án từ đầu năm đến nay là 4 người. Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần liên hệ với chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để hỏi về phản ứng của tổ chức này trước cáo buộc của chính phủ Việt Nam đối với những người tham gia tổ chức nhưng không nhận được phản hồi. Vào năm 2017, bà Lisa Phạm, một Việt kiều Mỹ bị phía Việt Nam cáo buộc tham gia tổ chức này, đã lên tiếng với AFA, bác bỏ những cáo buộc tham gia vận động người trong nước tham gia vào các hoạt động khủng bố chống chế độ. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bay Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.